Bây giờ từ đây sắp cưới. Nói đi chứ. Từ đây sắp cưới. Em còn nói gì em nghe nấy. Đúng rồi. Từ đây sắp cưới em tự đi bán vé số không online nữa. Mẹ em. Không không. Nó lại không. Nó lại không. Ai nó đàng hoàng mày, quay đàng hoàng xin lỗi đàng hoàng. Thì không có nghĩa. Từ đây em nghe lời còn. Còn làm gì làm cũng giúp mẹ còn. Thấy không? Xin thấy không? Đó, xin thấy không? Thì chứ con khịa chứ chứ con khịa lại con cái đồ. Để lấy lụm giác mày sướng không? Lấy ai? Ôi, chức bớt ảo tưởng gì chứ. Thời chức qua rồi. Còn ở Sài Gòn cái gì chứ. Xe em tàu còn đâu đấy. Trời ơi. Đâu đi xe đâu. Xe em gửi rồi. Ôi, đái mà quay qua kia kìa, chiếc Fortuner kìa, chết. Biết chết tao. Thì chết tự chết đi. Vậy chị kêu chị Sương chích cho. Dậu đây không cho nó chích. Dậu đi đâu rồi? Má mệt quá trả má về đi. Gì? Ủa sao qua giờ không hỏi đi qua nó về giờ hỏi mà. Bốn trăm bộ đẹp ở cái kẹp mấy bộ. Tôi năm bộ đồ đi câu. Nói chung không có chùa nào chứng gì chích đâu, bây giờ con nói thiệt. Một đứa 20 bộ, tối ăn buông nó sạn ra bị lỉ. Sao con ghét còn tổn theo phân hoài. Ghét là bắt nợ đó. Anh đừng ghét tối ai ngủ đó. Nó cũng leo vô nữa quỳ. Ghét là gặp nó đó. Đi bà, đi bà thương anh chàng màu ăn. Chùm hơi ăn lắm cũng xuống quỳ chở nó về nó cũng tẹo. Nó đun tụi mình vậy. Nó cứ nhắc hoài à. Tao hỏi mày đi ăn bánh canh không? Đun vô đây, mày chạy vòng vòng. Mày chỉ cho mày chạy vô dưới cổ. Dưới cổ chạy qua chùm chậu. Cứ chạy lên chạy. Chạy qua ra 192 luôn. Nói là anh chùm hết lần đụng má đây hoài. Hải Nguyên nó tối. Bây giờ chở nó về tắm đi, rồi chích thuốc đi, rồi chút chiều qua bên đây phát 400 chứng của người ta nè. Phát trai bài quạt đi. Phát ra mấy người bên nhà. Thôi, cô ra ban ngày cô ngồi rồi. Thôi, ai cho quà. Trời ơi, cái mặt chị chích dán trên đầy đèn đỏ là đã thấy chứ là cà néo qua hết luôn. Ra ba tháng hai là mấy chứng nào cho mang chứng lại cho bạn hài ngày cái nhất là ngày chỗ nào bảo đảm cướp lại cái đó luôn, đeo vàng nhiều quá ngồi xin ngồi đèn đỏ mà cướp đeo vàng nhiều. Đó mà bỏ vô trong bao vàng rồi. Nhưng mà cả coi clip cả biết gì chứ có tiền thì người ta sẽ đứng người ta canh cái bộ ta cũng ngồi kến gì chứ. Trời ơi sao chị khổ với chị. Đừng qua đây mày ghét tao trù hết tới vàng hả anh cháu. Mẹ bao cua bao cua. Điện. Bàn thôi lẹ lên. Bàn con bị gì lắm. Mấy đứa con. Mua gì. Nó đóng cùng ai dùng ai chị em. Bây giờ mình ngồi 3 tháng 2 ngồi cho mấy rồi. Đâu chứ nói đi để con nay con nói kêu người ra. Không có xe sao đi. Vậy con chở chiếc ra luôn nè. Thôi mày chở ra đi bán vàng. Con không có mang. Ví dụ ta sống tụ nó giống Nguyễn Tần chứ. Thằng ngu, ta đâu có ngu. Nó kêu mình lên sống tụ chứ trời tao. Chữ quá trời trồng mãi. Trời đọc bày. Lên mạng nó xấu luôn. Bà nói hả? À, ai dặn cách mấy gì hả? Mà dặn thì nấu vậy thôi chứ không ai bảo là chứ có được đâu. Bớt làm cái cho hổng đi chứ ơi, bớt chửi cái chứ ơi. Em đây, chửi gì? Chị Sương quất luôn, chị Sương bên đây dỗ tới luôn chị Sương. Ngày mai đi mua cây. Đây, ai đi mua cây. Đi cây gì lạ, rồi đúng đó, quý kịch luôn á. Quá trời luôn á, mà không chừa ta. Chị Sương có hả? Ai? Chị Sương có hả? Chó đẻ quýnh tao gần chết trởn á, em của bà đó. Cùng lên xỉn quýnh coi hỏi bà Trần coi. Ước con quá trời. Trời bà trời nu già đó. Ờ thiệt cái bộ. Xanh độ đó. Không cái này là trời sinh trời diệt. Chứ ai dịch được chất á, chứ trời mới dịch được chất thôi. Nên chất sống chất mới có phước. Mẹ em con cái nói mới đúng nghĩa.
gì chứ. Mấy bà chân nó ghét lắm. Chị nói gì? Mẹ sinh mẹ đồ. Mẹ sinh đồ, ừ đúng rồi. Ừ, hai bên dai á. Ờ, độ dữ không? Cái này là trời sinh trời diệt. Mình sống tốt thì trời độ. Mày em, diệt cái gì? Trời sinh chức. Ờ, đúng rồi nè. Con gái lớn nè. Ngủ ở đâu nó cũng nằm kế hoài, anh nhớ cái vú á. Trời ơi, bớt đi chức. Chức coi lại chức nhiêu tuổi. Coi lại đi mày nhiêu tuổi. Ờ, cô nghĩ sao vậy? Nó hay nha, nó té hoài vậy, té hoài mà thịt mũi nó không sao. Đó, nó té lên như cái tắm tiền xuống xuống thấy thôi. Mày hỏi kìa, nó đập đầu quát, bấm hết cái đầu vô cầu. Cái luôn gạch này nè, đập đây nè. Để bà nghỉ đi lại bà cũng đỡ bà. Đỡ á. Nó mới đỡ lại phần lên, nó lúc hạ xuống á. Có đỡ được một phần. Tại sao khi bà té bà thả lỏng luôn nó đỡ, chứ mà nhiều người hay té mà gồng cái đồ hại luôn cái là nó là gãy tay. Gãy xuống. Thường đó, té cái kiểu mà lật lực sao hay đập đầu lắm á nha. Đập đầu làm dễ bị này bị kia lắm, còn bị chết là khác. Hay là anh Thư cấm ta, ta dù lên đập đầu vô cầu. Cái lưng ta đập vô cái cục gạch á, muốn trèo bầm quá trèo muốn bóp muối chắc muối đâu muốn đâu muốn muốn nó phải muối với hồ hôi lắm. Má Hoàng cái chuồng đi vòng vòng rồi cái villa chứ, mà cái villa nó cái rào nó mót xuyên qua bên nhà kia luôn á. Ủa lúc nào? Lúc mày lên đó. Em có đó đâu. Có. Mày ngủ. Bây giờ có mặc áo đúng không? À, mặc áo có mấy bé tưởng em ngon, cứ mặc quần luôn. Mặc quần. Mặc áo mặc quần. Mình dùng hết chia hồ rồi quần đâu mặc. Rồi mày coi lấy quần tao tắm. Tắm đã, cái ngày tao về, tao nói quần đâu, nó chạy vô lấy quần nữa. Mày coi ác không được quần. Lấy quần tao à. Giặt không kịp mặt luôn, phải giặt à. Ừ. Mà đi chơi về chứ thấy thoải mái không bữa nay? Thoải mái hả? Khỏe. Khỏe sao chửi vô vậy? Phải đi về chứ. Đi gì hả? Muốn đi biển nó mua cho bộ bikini đây nè. Ai mua? Bikini giống mấy nhỏ bà anh thôi má. Bộ đẹp lắm, bộ 500 mấy. Đẹp lắm đó. Con tao thích quá lấy luôn cháu ngoại coi đó. Có nóng xịn luôn á. Ta nói tôi nói đi đi Vũng Tàu chơi á, để đi đi hồ hồ gì á còn vui hơn. Đi châu hả? Ừ. Hồ nước về cái hồ đó. Hồ đó là con biết hồ gì không? Hồ đó hồ nước động. Nó cứ nó đâu có phải từ nước chảy ra chảy vô chứ chạy trên hay chứ qua mình đâu. Nó là một hồ nước còn ấy, còn ấy hả đi vô đầm sen đi ấy rồi vô đầm sen đi cảm giác mạnh còn vui hơn. Bơm lên vậy đó. Sát trùng không? Không. Trời nước sát trùng em thử một chai lavan liền em nhớ hồi bơi không? Nó có lavan liền. Mùi thuốc tẩy. Đó một chai lavan á. Chứ không phải là bệnh á. Cái thằng Thiên Châu là hồ nước tụng. Ví dụ như nó cho nó giống như hồ bơi vậy á. Một tuần thay nước lọc. Ví dụ là hai tuần. Để luôn ta cho người ăn luôn thì sao? Nhưng mà anh nói người lọc của nó không có tại sao mà hồ bơi. Dứt đấy, dứt ra cài luôn đúng không? Còn thì câu sát bao nhiêu có đủ. Sao vậy? Là mình nghĩ qua quay nặng chân toàn có lít đồ nên bán được. Chơi sao thôi lên lên giờ làm từ thiện anh nghe cân vậy quá là đúng chị bài. Lên nghe cân rồi nghe chị lên nghe cân nè lít rồi lít rồi nè hỏi kêu chức bằng cân luôn rồi chứ thấy sao. Sao không chửi nó đi, quay chửi dữ lắm mà. À. Mời chị đi Ma Cao. Chị Sơn, chứ hỏi chị Mai có đi Ma Cao không kìa. Cái gì? À, chứ hỏi có đi cho đi ké kìa. Đi kìa, Mai đi kìa. Đó, nghe chưa? Có hỏi nữa không? Con hỏi gì mình cho. Hỏi gì nữa không? Không đâu dám hỏi đâu trời ơi. Giờ để về cái nhà mấy mấy ê ê ê chị Sơn hỏi gì nữa chị Sơn. Nè nè chị Sơn hỏi
Bạn nghe lên nó hả? Ê, ê, bà chả hết rồi đó. Nè, nè, chứ hỏi cái gì kìa, nói đi. Nói gì đâu nói. Chứ nãy chứ. Mày đủ má, mày điều chuyện mày chết mẹ, mày ta nói gì. Nè, có chuyện xưa thì nói đi. Bà không nói gì ngon, còn mấy lần riết tôi coi nè nha. Ờ, qua làm việc liền đúng không? Để nói gì chứ những nhắn chị nhắn em. Ủa sao lúc kia bằng chị lúc kia bằng em giờ em không biết là gì luôn á. Vậy đó mà có cái bài của thằng gì Cường Cường á, vì sao tôi đi. Tại sao em không hiểu bài đó? Cái hài á của Việt Cường á, vì sao tôi đi. Em có đánh vô là em coi là gì đâu. Thích thì gọi là chị, buồn là gọi em. Tôi ăn ngày đầu người chị sướng à. Nó em mới cho một tháng rồi mấy một ngày. Đi làm thơ vậy. Ê, mấy thằng đóng hài vậy có tiền không? Không có, người ta được đi đóng người ta phải có tiền người ta mới đi chứ. Đánh vô máu rồi. Nhưng mà người ta diễn với đàng hoàng vài tiếng, còn chức diễn có nhiều đâu. Chức hơn cha người ta đó. Chức là cha thiên hạ mà mẹ thiên nhiên đó. Sống mà liên miên, tiền thì truyền miên. Ờ. Đúng rồi. Lỡ mà bị cái gì là bị mệt lắm. Nghe chưa chứ? Đi về không? Ở đâu ra nhà 500 triệu rồi chỉ về không? Về tắm chết. Tới giờ rồi đó, đi. Ba rưỡi rồi. Ngồi đây có lục trứng không? Đi tắm. Qua hoài vậy chứ. Qua đi. Đừng quên nữa, đem cái vỏ. Đưa qua thì qua, nghe nói là nghe đi. Có bố gì cho con này. Đây làm tốt. Nè, có bánh nè. Thôi đi, nhà đi. Qua có bánh nữa. Mua bánh cho con mua với thằng à. Ở tù ăn bánh rồi mày đi. Tao mắc nợ cái thằng cháu thẻ đó. Ủa sao nãy nó mua về cho cháu ăn mà. Cháu lần bảy bảy á, bảy bánh tráng này à. Đi Nguyễn, nhắc tao chích với nha. Ủa đi, chạy vòng vòng cho lồn cặn, mặn lắm mà mặn. Hân ơi, về ăn bánh canh, đi về. Chở đây cầm coi, mệt quá. Đi mẫu nè. Chứ không đi. Để kêu ông Cành chở hoài tội nghiệp anh Hạnh. Thằng thôi chết mà, thằng cái nói gì đâu. Ý là báo mỗi người ngày chứ không dám báo nhiều. Tại vì á, cái đợt đi chơi này lộ rồi. Đâu có nhớ cái anh nữa đâu mà kêu anh nữa. Để anh ngu ngu đi mới kêu anh. Đúng không? Cái bài của y chứ con biết mà. Đó thiệt. Đó, đi đường rộng không đi, đi đường này chặt. Ờ, đi đường này rộng nè. Đỉ mẹ, mày chéo chưa? Mẹ. Trời, trời cầm vô. À, đi nó đi chứ. Đi nó đi chứ. Nỉ mày á mày. Đó mày thấy không? Thầy ơi. Ôi bụng gì chức nhìn giống cốc chữa ơi chức ơi. À không có à, gì chức cầu cây vô vỏ rồi sân. Không có gì nha chức. Gì? Đó giờ chị Quyền con gái lớn chức chở chức về nha. Trời ơi sao săn quần lên kỳ vậy? Mặt đầm mặt kỳ vậy? Lên được không? Lên được không? Không, đi không? Đi với em nè. Mày khá thằng gan gan chi vậy? Nó mà đi cùng mình làm quê nó giờ nó biết ý rồi đỡ mang. Mình làm quê nó vừa hồi. Chết. Nó chân lên họ. Mày ơi! Mày xuống đi. Mắt dài đó hỏi mày yêu quan vậy á mà ấm chầu ở đâu trời ơi à chức lên đi con đẩy chức chạy nha cháu bồ dịnh gì chức chạy đi chức lên đi lên đi lên đi lên đi rồi chức lên cực khổ vậy à bắt đầu nghiêng qua đỏ ảnh mạnh 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 mạnh
Ê Vĩnh. Ôi. Để mãi lên. Trời ơi, thẻ tỏ nó chạy xe đảo mày chứ. Trời ơi, chạy cái gì đó. Đó. Mày chứ chúng đá bóng gì trời ngồi chạy xe. Đó, lùi xuống đi đó, chứ chạy xe. Rồi, tới công chuyện rồi. Trời ơi, thận. Mẹ không biết chạy xe gì cắm quà. Rồi có qua nữa không? Mày... Không qua là bà Trân đi mình nha. Không nói là hiểu rồi đó. Không qua hả? Không qua luôn không? Rồi bye bye chức nha, bye bye mọi người chức. Hỏi giờ chức về nha, miệng chức quá trời luôn cả nhà. Đó chị Quyền cũng chở chức về nha, để chức nghỉ ngơi nha cả nhà. Chức là hên xui nha, vui là qua buồn là nghỉ qua luôn nha cả nhà.